Phượng Mai xin trân trọng kính chào khán thính giả khắp nơi trong chương trình Hào Khí Lịch Sử kỳ 21. Hôm nay, Phượng Mai xin mời khán thính giả cùng với Phượng Mai tiếp tục nhìn lại cuộc đại chiến với đế quốc Mông Cổ lần thứ hai. Trần Kiện Quy ẩn làng Nhân Mục nói rằng vì theo học đạo Lão Trang, vua Trần thấy Toa Đô từ Thuận Hóa đánh ra, sai Trần Kiện vào Nam là muốn Kiện cùng cha mình chia sẻ khó khăn. Thế nhưng Trần Kiện vốn đã có ý bất mãn triều đình, hầu như án binh bất động, chẳng giúp tình thế của quân Đại Việt khá hơn. Toa Đô Thuận Đà tiến ra thế như chẻ tre. Tĩnh Quốc Đại Dương Trần Quốc Khang cho đại quân dần lui về giữ lộ Thanh Hóa, bao gồm các châu Thanh Hóa, Cửu Chân, Ái Châu. Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật vừa rút lui từ Tuyên Quang về đến Thiên Trường không lâu, đã được lệnh lên đường vào Nam phối hợp. Chiêu Văn Dương tuy có tài trí, nhưng bản thân chỉ có ít quân quyền, nên cũng không có nhiều đất dụng võ. Toa Đô kéo ra đến Nghệ An, gặp quân của Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật và viên tướng Trịnh Đình Toản chặn lại ở Quan Nghĩa An. Hai bên giao chiến một trận, Tĩnh Quốc Đại Dương Trần Quốc Khang và Chương Hiến Hầu Trần Kiện đều không đem quân đến cứu, khiến cho Chiêu Văn Dương gặp bất lợi phải lui quân. Nhận thấy sự kém cỏi về năng lực của Trần Quốc Khang, Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn phải xin vua Trần đưa Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải vào Nam để thay thế vị trí tổng soái của đại quân phía Nam. Ngày 5 tháng 3 năm 1285, Chiêu Minh Dương nhận lệnh dẫn thêm quân tiếp viện lên đường, việc cử vị Thượng tướng Thái sư vào tăng cường cho mặt trận phía Nam đủ cho thấy sự tầm quan trọng của chiến trường này trong chiến lược của triều đình nhà Trần. Trần Quang Khải chưa vào đến nơi thì đã có tin dữ. Trong lúc người dân Thanh Hóa đồng lòng diệt giặc thì Chương Hiến Hầu Trần Kiện manh tâm phản quốc, đã dẫn hơn một vạn quân bản bộ cùng gia quyến sang đầu hàng Toa Đô, dẫn đường cho quân Nguyên đánh vào Thanh Hóa. Đây là một tổn thất lớn đối với quân Đại Việt. Quân Nguyên tiến đến địa phận Hương Yên Duyên thuộc Quảng Xương, Thanh Hóa ngày nay, gặp phải đại quân của Lê Mạnh, kiên cường chống trả, đẩy lui được tiên phong của địch quân. Lê Mạnh dẫn quân dân truy kích đến tận bến Cổ Bút. Ngay sau đó, với quân lực đông đảo hơn nhiều lần, Toa Đô liền đẩy mạnh một cuộc tấn công mới với sự tiếp tay chỉ điểm của Trần Kiện, khiến cho Lê Mạnh phải rút lui. Quân Nguyên đốt phá tan tác Hương Yên Duyên để trả thù. Hình ảnh người dân Yên Duyên chiến đấu kiên cường dù không cân sức đã hoàn toàn đối lập với hình ảnh tên quý tộc hèn nhát, bất nghĩa Trần Kiện. Ngày 9 tháng 3 năm 1285, quân Nguyên tiến đến cầu Bố Vệ, dùng cầu Bố ngày nay. Tướng Nguyên là Giảo Kỳ, chỉ huy thủy quân bơi giỏi, lội qua sông tấn công quân Đại Việt. Tướng Đại Việt trấn giữ cửa ải là Đinh Sa, Nguyễn Tất Thông tử trận. Lúc Toa Đô đương hùng hổ đánh chiếm các nơi ở Thanh Hóa, thì Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải đến nơi. Quân Đại Việt lúc bấy giờ trước sau cộng lại đã ngót 10 vạn quân, đông hơn quân của Toa Đô, vốn đã hao hụt một phần qua nhiều trận chiến. Nhưng Trần Kiện lại chỉ điểm cho Toa Đô những đường hiểm để đánh vào chỗ sơ hở của quân Đại Việt. Trần Kiện thông thuộc đường xá trong vùng, nên sự chỉ điểm này rất nguy hại cho quân Đại Việt. Ngày 13 tháng 3 năm 1285, Trần Kiện đã chỉ điểm cho Toa Đô, Giảo Kỳ dẫn quân Nguyên tập kích quân Đại Việt ở bến Phú Tân,
khi quân Đại Việt đang ghé thuyền vào bến, hai bên đánh nhau một trận lớn. Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải cùng các tướng Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật, Văn Túc Dương Trần Đạo Tái, Tái Thiên Dương Trần Đức Việt, Chiêu Hiếu Dương, Đại Liêu Ban Hộ chỉ huy quân sĩ kiên cường chiến đấu. Quân Nguyên có ưu thế bất ngờ nên thắng thế, quân Đại Việt chịu một số tổn thất. Chiêu Hiếu Dương và Đại Liêu Ban Hộ tử trận. Trần Quang Khải dẫn theo chiến lược từ đầu cuộc chiến là không quyết chiến với địch quân. Thấy binh mã Đại Việt rơi vào thế bất lợi, ông đành hạ lệnh cho toàn quân rút lui. Nhờ sự quyết đoán của Trần Quang Khải mà quân Đại Việt không bị tổn thất quá lớn trong cuộc chiến. Tuy nhiên, quân Đại Việt ở mặt trận phía Nam đã thất bại trong việc cản đường thế giặc tiến ra. Tòa Đồ đánh thắng được Chiêu Minh Dương, Trần Quang Khải ở trận Phú Tân, thông đường tiến thẳng ra bắt Hội quân với Thoát Quan. Nhiều quan lại người Tống sang nương nhờ Đại Việt trước kia, nay lại theo hàng Tòa Đô, cùng với một số quan lại và gia quyến cũng theo hàng giặc, cả thảy hơn 400 người. Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải thất thế, đành ém quân ở gian biển, chia quân giữ các nơi hiểm yếu chờ đợi thời cơ. Còn bản thân Chiêu Minh Dương đem một phần binh mã quay về Thiên Trường, phối hợp giúp vua Trần và Hưng Đạo Dương Trần Quốc Tuấn. Tòa Đô đánh thông đường ra Bắc, nhưng đã cạn lương thực, không thể tiếp tục giằng co với quân Đại Việt ở Thanh Hóa, mà tức tốc kéo ra Hội quân với Thoát Quan, hy vọng kiếm lương thảo từ đại quân của Thoát Quan sau chuỗi ngày gian khổ, đói khát ở Chiêm Thành và phía Nam Đại Việt. Chiến dịch phản công thất bại. Cùng lúc với khoảng thời gian mà Thượng tướng Trần Quang Khải giao chiến với Tòa Đô ở vùng Thanh Hóa, thì ở vùng đồng bằng sông Hồng, vua Trần ráo riết chuẩn bị phản công, nhắm vào đại quân của Thoát Quan. Kế hoạch phản công này dựa trên những lợi thế mà quân Đại Việt có được lúc bấy giờ. Lúc này quân Nguyên không còn lợi thế với binh lực tập trung như ban đầu khi mới tiến sang, do không thể bắt được vua Trần, tiêu diệt lực lượng của quân Đại Việt, nên địch quân buộc phải chuyển sang kế sách lâu dài. Quân Nguyên buộc phải trải mỏng lực lượng chiếm đóng và bảo vệ các lộ hậu cần lương thảo, liên lạc khá vất vả mà vẫn không đảm bảo thông suốt. Trước sức tấn công của các quân bản địa nằm dọc các trục lộ mà địch quân đã tiến quân qua, trong khi đó quân Đại Việt vẫn gần như làm chủ hoàn toàn các vùng sông nước gian biển phía đông và dọc theo đồng bằng sông Hồng. Quân Đại Việt có hậu cần đầy đủ với nhiều lương thảo đã được chuẩn bị từ trước, đặt ở rải rác khắp lãnh thổ. Hưng Đạo Dương đã đem một phần binh mã lên phía Bắc để tái chiếm Vạn Kiếp, khiến cho quân Nguyên rơi vào thế lưng chừng. Như lời của A Lý Hải Nha: tấu về với Nguyên chủ hốt tất liệt, quân Nguyên rơi vào thế bị động và đứng trước nguy cơ thiếu lương thực, thuốc men. Trước tình hình đó, vua Trần Nhân Tông quyết định mở lại một chiến dịch phản công, xuất phát từ Thiên Trường, Trường Yên, theo dọc sông Hồng đánh lên, nhằm phá tan đại quân của Thoát Quan, tái chiếm lại kinh thành Thăng Long. Chiến dịch phản công này của vua Trần đã có phần nóng vội, khi thời cơ chưa thực sự chín mùi, mặc dù quân Nguyên dưới trướng Thoát Quan đang trên đà suy yếu, nhưng vẫn rất đông và mạnh. Trong khi đó, đại quân của Tòa Đô lại đang thắng thế ở mặt trận Thanh Nghệ. Phát hiện sự chuyển quân của vua Trần, Thoát Quan lập tức dồn quân để đối phó. Quân Đại Việt tử chiến quân Nguyên từ Thiên Trường đến Thiên Mạc, thì đụng trận lớn với quân Nguyên ở khúc sông Đại Hoàng,
nay thuộc Lý Nhân, Hà Nam. Vào ngày 10 tháng 3 năm 1285, Quân Nguyên còn mạnh và đang mong chờ đánh một trận lớn với binh mã nhà Trần. Vì vậy mà họ chiến đấu rất hăng. Quân Đại Việt gặp bất lợi, vua Trần Nhân Tông lại phải hạ lệnh rút lui về Thiên Trường để tránh tổn thất lớn. Hưng Đạo Dương đang đóng quân ở Vạn Kiếp thì hay tin vua Trần thất thế ở Đại Hoàng, bèn gấp rút bỏ Vạn Kiếp, dẫn đại quân về Thiên Trường tiếp ứng. Thoát Quan lần này rất sợ bắt hụt vua Trần như lần trước, hắn điều động toàn lực, mở một cuộc càn quét, truy đuổi vào khắp các vùng gian biển phía đông. Toa Đô lúc này cũng từ phía nam tiến ra hội quân, đóng ở Trường Yên. Có thêm những lực lượng thủy quân tinh nhuệ từ cánh quân của Toa Đô, Thoát Quan càng có thêm nhiều sức mạnh. Quân Nguyên gom phần lớn lực lượng, mở một cuộc tổng tấn công vào Thiên Trường, muốn phá nát căn cứ địa của quân Đại Việt, bắt giết vua Trần và Thượng Hoàng. Hưng Đạo Dương về đến Thiên Trường, hội quân với vua Trần, vốn rút từ sông Đại Hoàng về đây. Bấy giờ binh thuyền bị hao tổn, sĩ khí xuống thấp. Hưng Đạo Dương cùng vua Trần bàn nhau tạo một chiến dịch nghi binh và rút lui để đối phó với đòn tấn công của Thoát Quan. Một loạt cuộc hành quân theo dọc gian biển đã khiến cho Thoát Quan chẳng còn biết đâu mà tìm vua tôi nhà Trần. Cuộc trốn tìm, rượt đuổi trên vùng gian biển, bắt đầu chiến dịch nghi binh rút lui. Khi Thoát Quan đánh xuống Thiên Trường, binh mã và triều đình Đại Việt đều xuống thuyền rút ra biển theo cửa giao hải, cửa biển giao thủy Nam Định ngày nay. Thoát Quan đuổi đến đây thì mất dấu vua Trần, hắn dùng thủy quân dò xét nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi. Trong khi đó, vua Trần dẫn đại quân vượt biển ngược lên phía bắc, ghé vào Tam Trĩ Nguyên thuộc Ba Chẻ, Quảng Ninh ngày nay. Khi đại quân và triều đình nhà Trần rút khỏi Thiên Trường, một số quý tộc và quan lại của triều đình đã hèn nhát ra hàng Quân Nguyên, đứng đầu là Chiêu Quốc Dương Trần Ích Tắc. Dưới trướng của Trần Ích Tắc là Văn Chiêu Hầu Trần Lộng, Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Quảng cùng Phạm Cự Địa, Lê Diễn, Trịnh Long. Bọn người này đem cả gia quyến ra hàng giặc. Riêng trường hợp của Trần Ích Tắc, hắn đã nuôi chí phản trắc ngay từ trước khi Quân Nguyên sang xâm lược. Trần Ích Tắc luôn tự phụ tài cao, vì không được truyền ngôi mà sinh lòng đối kỵ. Trước kia, hắn đã ngầm đưa thư cho khách buôn ở Vân Đồn, nhờ gửi sang Nguyên xin Quân Nguyên Nam Hạ. Nay Ích Tắc dẫn gia quyến hàng giặc để mong được làm An Nam Quốc Dương sau khi Quân Nguyên thôn tính Đại Việt. Mất dấu vua Trần, Thoát Quan điều động các đội thủy quân lùng sục khắp một vùng gian biển rộng lớn từ Trường Yên thuộc Ninh Bình ngày nay đến tận các vùng biển thuộc Khâm, Liêm thuộc Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay. Tả thừa Lý Hằng, Hữu thừa Khoan Triệt cùng các tướng Giảo Kỳ, Đường Ngột Đãi được giao phó trách nhiệm lùng bắt vua Trần. Lần này Hưng Đạo Dương cùng vua Trần quyết ém quân ở vùng Hải Đông, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương ngày nay, không giao chiến, để chờ cho thời cơ thật chín mùi. Một đoàn nghi binh dùng thuyền ngự bỏ trống đi ngược lên phía bắc, ra cửa biển Ngọc Sơn thuộc Móng Cái, Quảng Ninh ngày nay, để tiếp tục đánh lừa Quân Nguyên. Trong khi đó, ngày 7 tháng 4 năm 1285, vua Trần cùng toàn quân bỏ thuyền ở Tam Trĩ, dùng bộ hành đến bến Thủy Chú thuộc Yên Hưng, Quảng Ninh. Tại đây đã có sẵn một đoàn thuyền lớn
mà quân Đại Việt được chuẩn bị từ trước. Quan quân xuống thuyền đi ra cửa biển Nam Triệu, rồi vượt biển đi dòng một mạch vào Thanh Hóa. Do trúng kế nghi binh của quân Đại Việt, các cánh quân Nguyên phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra tung tích của vua Trần. Khi thì có tin tức thuyền ngữ vua Trần ra cửa Ngọc Sơn, tin tức khác lại báo quân Đại Việt đóng ở Tam Trĩ. Lý Hằng phải chia quân làm hai cánh, vừa ra Ngọc Sơn vừa vào Tam Trĩ. Tuy vậy thì quân Nguyên vẫn chậm chạp hơn quân Đại Việt rất nhiều. Phải đến ngày 15 tháng 4 năm 1285 thì cánh thủy quân của Giảo Kỳ, Đường Ngột Đãi chỉ huy mới đến dây Tam Trĩ. Lúc ấy thì vua Trần cùng toàn quân Đại Việt đã rời đó được 8 ngày. Do biết Đại Việt bỏ thuyền lên bộ về Thủy Chú, quân Nguyên đuổi theo đường bộ 3 ngày 3 đêm. Đám truy binh mệt mỏi xác xơ vì hành quân liên tục không nghỉ ngơi. Nhưng khi đến Thủy Chú thì vua Trần cùng toàn quân Đại Việt đã dông thuyền đi rất xa rồi. Những gì quân Nguyên thu hoạch được chỉ là đội chiến thuyền mà quân Đại Việt bỏ lại ở Tam Trĩ. Thủy quân chuyên nghiệp thì ít, mà thuyền cướp được thì quá nhiều. Trong khi sở trường của quân Nguyên lại là chiến đấu trên bộ, nên thuyền bè cũng trở nên thừa thãi. Quân Nguyên phải đánh chìm bớt thuyền đi, chọn lại thuyền tốt để dùng. Khích lệ lòng quân. Sau một cuộc trốn tìm, rượt đuổi, đầy kịch tính với quân địch, cuối cùng binh mã và triều đình Đại Việt cũng loại bỏ hoàn toàn sự truy đuổi của quân Nguyên để vượt biển hướng vào Thanh Hóa. Bấy giờ là đất trống khi Toa Đô đã đi qua. Trong lúc vua và thượng hoàng phiêu bạt khắp nơi, chịu nhiều cực khổ, thì Hưng Đạo Vương luôn theo sát bên cạnh để hầu mưu lược. Hưng Đạo Vương có dùng một chiếc gậy gỗ đầu bọc sắc nhọn để tiện đi lại ở địa hình phức tạp, và dùng làm vũ khí. Trong triều thấy gậy gỗ đầu bọc sắt trong rất nhiều sát khí, vài người có ý nghi kỵ vị quốc công Tiết Chế. Hưng Đạo Vương dò biết ý, bèn bỏ luôn cái đầu gậy bọc sắt đó, chỉ gậy gỗ mà dùng. Mọi người thấy vậy đều nhẹ lòng. Trên đường vượt biển vào Nam, vua Trần Nhân Tông cho người khắc trên đuôi thuyền ngự hai câu thơ: Cối kê hữu sự nhân di kỷ, quan diễn do tồn thập dạng binh. Tạm dịch: chuyện cũ cối kê người nên nhớ, quan diễn vẫn còn mười vạn quân. Ý thơ mượn điển tích Việt Dương Câu Tiễn thời Xuân Thu, bị nước Ngô vây ở Cối Kê, chỉ còn có 5.000 quân trong tay, nhưng về sau lật ngược được tình thế, chiếm luôn cả nước Ngô. Vua Trần muốn dùng điển tích này để nhắc nhở tướng sĩ không vì sự thất thế nhất thời mà nản chí. Dù để mất dùng đồng bằng Trung Châu thì vẫn còn dùng quan diễn, chỉ dùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay với 10 vạn quân còn lại. Quan quân sau những cuộc hành quân tránh giặc cũng đã thấm mệt, được sự khích lệ của vua Trần nên vững lòng hơn trước thử thách. Đó là cái hay trong cách dùng binh thời Trần. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vua Trần và các tướng lĩnh luôn biết cách giữ cho sĩ khí dâng cao. Quân Đại Việt khó nhọc đã đành, quân Nguyên cũng chẳng khá hơn. Sau những chặng đường dài truy đuổi trong mệt nhọc và vô vọng, Thoát Quan dốc toàn lực truy kích vua Trần. Tuy trong nhất thời có thể chiếm thế thượng phong, nhưng cái giá là hắn đã đặt quân tướng của mình vào một ván cờ mạo hiểm. Khi quân Nguyên dồn lực lượng đánh vào Thiên Trường,
và truy đuổi thời gian dài mà không có được chiến thắng quyết định, các lộ hậu cần lương thảo của họ càng bị đánh phá ác liệt. Tại vùng biên giới Lạng Giang, quân bản địa vùng biên ải đã thúc đẩy nhiều trận mai phục, cướp phá lương thực của quân Nguyên trên đường vận chuyển từ nước Nguyên sang, mất đi một lượng đáng kể về lương thảo tiếp tế vốn đã hạn hẹp từ nước Nguyên sang. Quân Nguyên lại mất đi nguồn lương thảo có được nhờ cướp bóc trong dân, do phải dồn quân đánh lớn và sự chống cự quyết liệt của quân bản địa. Từ đây, quân Nguyên phải chính thức đối mặt với một khó khăn to lớn mà Hưng Đạo Vương đã làm nhiều cách để họ trước sau cũng gặp phải. Đó chính là tình trạng đói khát, sự mệt mỏi và dịch bệnh bùng phát trong quân Nguyên do không quen thủy thổ. Trong chiến sự Đại Việt, Nguyên Mông, quân Nguyên có sức mạnh vượt trội cả về quân số lẫn kinh nghiệm chinh chiến. Còn quân Đại Việt truy có cái thế nhàn hạ, nhưng phải lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã kiên trì theo đuổi một chiến lược lâu dài, buộc quân Nguyên phải sa lầy vào một thế trận giằng co dai dẳng, đa chiến tuyến. Khi đó, năng lực hậu cần lương thảo của quân Nguyên sẽ bị thử thách và họ sẽ phải dàn quân đối phó trên một chiến trường rộng lớn, dẫn đến mất lợi thế binh lực tập trung. Quân Nguyên sa lầy. Sau những cuộc truy đuổi rầm rộ ở vùng ven biển phía đông bắc Đại Việt, quân Nguyên một lần nữa rơi vào khoảng trống. Đường Ngột Đãi dẫn thủy quân Nguyên lùng sục vua Trần trên khắp một vùng biển rộng lớn một cách vô vọng. Lúc này, cả hai cánh đại quân của Thoát Quan và Toa Đô đều đã cạn lương thực. Thoát Quan không muốn cho Toa Đô hội quân vì sợ không chu cấp nổi lương thực, y hạ lệnh cho Toa Đô đóng quân ở lộ Trường Yên để tự kiếm lương ăn. Mệnh lệnh này quả thật làm cho toàn bộ đại quân dưới trướng Toa Đô vô cùng thất vọng. Đại quân này đã theo Toa Đô chinh chiến mấy năm ròng, từ Chiêm Thành đến vùng trung tâm nước Đại Việt, chịu trăm ngàn gian khổ, lập được không ít công lao, lại bị chủ soái Thoát Quan bỏ mặc, phải tự kiếm lương thực. Vì điều này, tinh thần của binh sĩ dưới trướng Toa Đô xuống cực thấp. Thực hiện lệnh của Thoát Quan, Toa Đô cho quân thả sức cướp bóc vô cùng tàn bạo, tiếp tục gây nhiều nợ máu đối với người dân Đại Việt. Dù chúng cướp bóc như vậy cũng không đủ để nuôi quân. Về phần đại quân của Thoát Quan cũng chẳng khá hơn đại quân của Toa Đô hơn là bao. Hắn không cho Toa Đô hội quân cũng là do không còn giải pháp nào khác. Lương thảo, khí giới của quân Nguyên trên lộ vận chuyển từ trong Trung Nguyên sang đến đại doanh của Thoát Quan rất nhỏ giọt, lại bị đánh phá thường xuyên nên không đủ để cung cấp cho mấy chục vạn quân. Các đồn, trạm, đường hậu cần, đường liên lạc của quân Nguyên trở thành mục tiêu cho các toán quân nhỏ của Đại Việt thường xuyên tập kích, quấy rối. Cuộc xâm lược Đại Việt của quân Nguyên kể từ khi họ vượt qua biên giới cho đến khi quân Đại Việt rút lui về Thanh Hóa đã kéo dài gần 3 tháng. Bấy giờ vào cuối xuân đầu hạ, tiết trời dần chuyển sang oi bức. Quân Nguyên ngoài việc chịu khổ sở vì đói cũng bắt đầu xuống sức do không quen thủy thổ. Sau khi chiếm được Thiên Trường, Tả Thừa Lý Hằng đã bàn với Thoát Quan, khuyên nên chia quân đóng giữ tại đây, tích lương xây thành để chiếm đóng lâu dài, đề phòng vua Trần có thể tấn công tái chiếm. Tuy nhiên ý kiến này đã bị các tướng lãnh khác phản đối,
và bị chủ soái Thoát Quan bác bỏ. Vì lo ngại càng chia quân nhiều nơi, càng dàn mỏng lực lượng, dễ bị quân Đại Việt tập kích. Bây giờ quân Nguyên đã không còn điều kiện để dàn quân kiểm soát nhiều vùng như trước, nhưng cũng không thể dồn lại một chỗ để chịu đói. Thoát Quan chia đại quân của mình thành một chuỗi đồn trại lớn nhỏ, kéo dài từ Thăng Long đến các vùng Thiên Mạc, Khoái Châu, nằm dọc theo sông Hồng, với các đồn trại lớn là Chương Dương thuộc Thường Tín, Hà Nội, Hàm Tử, Tây Kết thuộc Khoái Châu, Hưng Yên, A Lỗ, ngã ba sông lục giáp với sông Hồng thuộc thành phố Hưng Yên ngày nay. Mục đích là vừa có thể tỏa ra cướp bóc, vừa có thể ứng cứu cho nhau khi bị tấn công. Thoát Quan đóng đại doanh ở Thăng Long chỉ huy toàn quân xâm lược. Thế trận đến hồi gây cấn, Đại Việt sẽ phản công quân Nguyên như thế nào? Liệu Thoát Quan có kế sách gì để có thêm lương thảo? Phượng Mai mời khán thính giả theo dõi kỳ 22 sẽ rõ.